Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Các bạn thân mến, chúng ta cũng theo đuổi cái dự án đào Pi Network khá là lâu rồi. Thì hôm nay có một thông tin rất là mới, đây là thông tin các bạn có thể sửa lại tên. Rất nhiều bạn quá trình đăng ký có một chút nhầm lẫn gì đó, chúng ta chưa kịp sửa. Thì hôm nay chúng ta có thể có cơ hội để chúng ta sửa lại tên các bạn nhé. Các bạn có thể bấm vào cái ritmo này để chúng ta đọc các cái thông tin này. Thì mình sẽ dịch ra để chúng ta cùng hiểu rõ cái thông tin này các bạn nhé. Thì đây là một cái thông báo mà có cái tính năng kháng nghị cập nhật tên. Thì lưu ý cái bản cập nhật tên chỉ phù hợp với những người tiên phong có lỗi trong cái tên và của họ liên kết với cái tài khoản Pi của họ mà đã bỏ lỡ cập nhật thời gian trong cái 2 tuần đầu các bạn nhé. Đấy, 2 tuần đầu thì chúng ta mới đăng ký thì chúng ta có thể sửa được. Có sẵn cho mọi người tiên phong nói chung sau khi đăng ký. Đối với những người tiên phong có tên chính xác trong tài khoản Pi của họ, bạn không cần phải sử dụng tính năng này. Bạn có thể bỏ qua tính năng này. Đấy, ai mà thấy chúng ta đã đăng ký chuẩn rồi thì không cần phải sửa lại tên các bạn nhé. Đồng thời chúng ta có thể nhận thấy rằng các banner chính hiệu có thể đã mắc lỗi chính tả. Đấy, nếu mà lỗi chính tả thì chúng ta cũng có thể sửa được các bạn nhé. Đấy, khi nhập tên Pi lần đầu hoặc là bỏ lỡ cửa sổ cập nhật tên trong 2 tuần đầu đấy thì do đó chúng tôi cho phép những người tiên phong khiếu nại để có cái cơ hội cập nhật lại tên của họ và giải thích sự thay đổi truy nã. Tuy nhiên, kháng nghị cập nhật tên sẽ chỉ chấp thuận những thay đổi thông thường vẫn phản ánh cùng một con người, ví dụ như là thay đổi về chính tả đấy. Ví dụ như bạn ghi là Hồ Văn Dũng chẳng hạn, nhưng mà bạn gõ nhầm là Hồ Vân Dũng thì sửa được các bạn nhé. Chứ bây giờ Hồ Văn Dũng mà chuyển thành Nguyễn Thị Lan thì là không được các bạn nhé. Thay đổi một cách hoàn toàn như thế là không được các bạn nhé. Đấy, chuyển đổi họ và tên, thêm tên đệm này, thêm tiền tố, hậu tố hoặc là căn chỉnh lại nó. Ví dụ như là chúng ta hơi ngược cái tên họ một chút thì chúng ta căn chỉnh lại nó nhá. Cái tên hiển thị trên tài liệu nhận dạng của bạn một sự thay đổi hoàn toàn không giống với tên hiện tại và gợi ý hai người hoàn toàn khác nhau là bị từ chối. Đấy, như lúc nãy mình nói đấy, Hồ Văn Dũng mà bây giờ lại thành Nguyễn Thị Lan là không được, chắc chắn là không được rồi. Xin lưu ý rằng các kháng nghị về tên sẽ mất thời gian để xử lý do tính phức tạp của từng trường hợp. Và chúng sẽ xử lý như một phần KYC tổng thể của chúng tôi. Đấy, nếu như bây giờ bạn sửa tên thì khả năng cao là sau này KYC nó sẽ lấy cái tên đấy làm chuẩn chứ nó không cho sửa nữa. Vì vậy nếu bạn gửi đơn kháng cáo thì hãy kiên nhẫn. Đấy, không phải là một phát ăn ngay mà phải có thời gian để họ làm các bạn nhá. Dưới đây là cách kháng nghị này. Từ màn hình chính bạn nhấn cái biểu tượng ba gạch trên góc. Bạn nhấn ba gạch trên góc này. Sau đấy là để menu thanh Pi, nhấn vào hồ sơ. Đấy, hồ sơ đây. Hồ sơ là profile này các bạn nhá. Profile hoặc là hồ sơ này là một đấy. Rồi, bên dưới cài đặt nhấn nút xem cách thực hiện. Đấy. Đấy, các bạn hỏi bạn vào phần setting nhá. Là đây nhá các bạn nhá. Đấy, còn phần này là xóa cao đấy. Nhấn nút xem cách thực hiện màu cam. Đấy, màu cam này. Xem tên để đã nhập hiện tại của bạn. Sau đó nhấn khiếu nại thay đổi tên phía dưới. Từ đây hãy làm theo hướng dẫn. Đó. Thì các bạn làm theo hướng dẫn nhé. Tên của mình thì đúng rồi. Tuy nhiên là bạn nào mà tên chưa đúng thì mình sẽ hướng dẫn. Mình sẽ bấm vào Simo này. Đó, Simo thì nó sẽ nói là tên tên này. Đấy, họ này. Đấy, thường dùng này. Đấy, nếu như bạn có vấn đề gì thì bạn cứ sửa. Đấy, mình mà thấy mình có vấn đề mình cũng sửa. Appear name này. Đấy. Thế phần appear name này ấy, thì nó sẽ hiện ra những cái mà cái lần đầu mà các bạn sửa đấy. Đấy, các bạn có thể sửa hai tên hoặc là sửa một tên này. Đấy, bắt đầu là nó như này các bạn nhá. Mình nếu như bạn bắt đầu bạn chọn hai tên thì bạn chọn như này này. Mình ví dụ như là mình là nó ngược này, Vũ Văn Nguyên. Đấy, Vũ Văn Nguyên các bạn nhá, chứ không phải mình phải họ Nguyễn đâu. Đấy, họ bạn điền ở dưới này, lót bạn điền ở đây. Ví dụ như là Vũ Lê Văn Nguyên chẳng hạn thì Lê lót là bạn để ở đây các bạn nhé. Đây là lót nhé, còn đây là tên nhé các bạn nhé.
tốt nhất là viết hoa không dấu. Tất nhiên là viết thường cũng chấp nhận, tuy nhiên nhưng mà lời khuyên của mình là tốt nhất là viết hoa không dấu, bởi vì giấy tờ các bạn cũng thế. Phần dưới này này, phần cái phần mà phần phần main name này này thì các bạn cứ gõ liền là Vũ Văn Nguyên không dấu. Đấy. Các bạn nào mà tên liền thì các bạn gõ tên liền vào. Đấy. Phần tiếng Việt á thì bạn gõ Vũ này, Văn này, Nguyên này. Đấy. Gõ gõ ngược nhá. Đấy. Đây phần phần chữ này thì bạn cũng thế này. Cuối cùng đây là bạn chọn tiếng Việt này nhá. Sao bạn chọn xếp vào này. Đấy. Cái chỗ cuối cùng này thì bạn sẽ chọn là Vũ này, trên là bạn Văn Nguyên này, được chưa? Đấy. Bạn Vũ Lê Văn Nguyên chẳng hạn thì bạn cũng thế, đây là Vũ này, bạn Lê Văn Nguyên ở trên này này, hay Vũ Vũ Anh Văn Nguyên chẳng hạn. Thế thì bạn cũng thế nhá. Đây dưới này có một thôi, một từ thôi. Rồi bạn chọn xếp này. Đấy. Và cái bước cuối cùng này này là bước quan trọng nhất này, nó hỏi cái lý do. Đây này, mình sẽ copy cái phần dịch này sang để chúng ta xem thử nhá. Lý do tại sao bạn muốn đổi tên. Đấy, lý do nhá. Ví dụ như là bạn nói là tôi sai chính tả. Đấy, ở đây tôi bị sai chính tả. Đấy. Vậy bạn copy cái này dán sang thôi. Dán vào đây, xong rồi bạn submit nhá. Đó, submit là hết. Rồi, nếu như mà bạn mà sai á là bạn có thể mất hết đấy nhá. Cho nên là tốt nhất là nếu mà thay đổi tên hoàn toàn là đừng có làm các bạn ạ. Đấy, thay đổi tên hoàn toàn là đừng có làm. Đấy. Cho nên là chỉ thay đổi mình sai chính tả này, ví dụ như là Vũ Văn Nguyên thì nhỡ gõ nhầm là Vũ Văn Nguyên hay là Vũ Văn Nguyên chẳng hạn. Hoặc ngày xưa bạn lấy một cái nickname gì đấy, Nguyên VV chẳng hạn, nhưng mà bạn không gọi là tên thì bây giờ bạn phải sửa ngay các bạn nhá. Đó. Đấy, bước cuối cùng thì các bạn nhấn lưu vào là được. Đấy. Các bạn gõ lý do vào đây. Đấy, ví dụ như lý do thì bạn gõ lý do vào đây, bạn chọn submit là được các bạn nhá. Đấy. Đấy, sửa tên thì chỉ có mỗi vậy thôi. Đấy, và dự án Pi thì cực kỳ rầm rộ và cực kỳ ngon. Cho nên là mình có lập ra một cái nhóm. Đấy, lập một nhóm nhắc nhở đào Pi của mình. Thì một số anh em ở trong này thì anh em đăng ký rồi, thế nhưng mà hay bị quên. Rất nhiều anh em hay bị quên, cho nên là nếu mà anh em nào trong đội nhóm của mình ấy, đây này, ở dưới này, mấy anh em mới hay bị quên. Cho nên là mình lập ra cái nhóm này, mình sẽ để cái link này ở dưới mô tả. Anh em nào trong nhóm của mình á thì join vào giúp mình. Một là mình hỗ trợ, mình hướng dẫn tận tình, là sau này mình sẽ hướng dẫn tận tình cho các bước là KYC như nào. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong nhóm của mình đến tận nơi để có thể nhận được Pi. Đấy. Cho nên là anh em phải cố gắng join vào cái nhóm này, nhắc đào Pi của Nguyên MPP nhá. Đấy, thì anh em join vào giúp mình cái nhóm này để mình giúp đỡ anh em. Đấy, từng việc một. Đấy, trong này thì cũng có một số bạn cũng rất là tốt rồi. Thế nhưng các bạn không join vào cũng không sao. Tuy nhiên là có những bạn chưa biết cách đổi tên rồi cải ví hay là bất kỳ một cái việc gì. Đấy, nó liên quan đến Pi thì các bạn hãy join vào nhóm này giúp mình nhá, để mình hỗ trợ các bạn tốt hơn. Đấy, để chúng ta cùng làm và cùng có kết quả, chứ làm mà không có kết quả thật lãng phí, đúng không các bạn? Rồi, video hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở dự án sau.